Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay các mẫu dế rán bếp hiện có ở trong shop mình cho các bạn xem nhé. Đây, đầu tiên là mẫu rau củ quả này. Kích thước là 60x90cm các bạn nhé. Đây là mẫu cà rốt này, đây các bạn có thể xem toàn cảnh mẫu đây. Bên mình là loại dế rán bếp dày dặn nhé. Dày dặn và in rất là sáng, rõ nét này. Các bạn nhìn nhé, đây là mình còn qua, nó còn có một cái lớp giấy, nó còn có một lớp giấy bọc bên ngoài nữa này, mà các bạn cũng có thể nhìn thì nó rất là nét và rõ này. Đây là mẫu cà rốt này, rau củ quả cà rốt. Mẫu tiếp theo này, đây là mẫu cái quả dứa, dưa hấu, nho. Đây vẫn là mẫu hoa rau củ quả. À, bây giờ là đến các mẫu hoa này. Đây là mẫu hoa hồng này. Đây cũng là các cánh hoa hồng này. Mẫu này rất là lãng mạn này. Mẫu có hai chú gấu và bó hoa hồng này. Bên trên này nó in hơi đậm, màu nó hơi bị đậm nén một chút, nhưng mà thực tế màu của nó rất sáng và hồng này. Các bạn có thể quan sát. Bây giờ mình sẽ bóc thử một cái cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn thấy không, lớp giấy dán bếp của mình là rất chi là dày này, dày dặn hơn những khác. Các bạn bóc dán thì rất dễ dàng thôi, các bạn bóc này là có cái lớp này, các bạn bóc ra, bóc ra, bóc từ từ rồi dán. Các bạn cân cho nó, căn cho cái giấy nó cân với lại giấy cái thành tường dán bếp của mình ấy. Rồi các bạn bóc từ từ, bóc từ từ từng ý một, lấy thước hoặc là cái gì đó nó nhẵn, các bạn miết dần từ từ cho nó dính và nó im vào tường, thì dế rán bếp của các bạn sẽ rất chi là phẳng và đẹp nhé. Hôm nay có một mình cho nên mình khó quay cách dán được. Hôm nào có thời gian mình sẽ quay cách dán lên cho các bạn xem nhé. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng inbox hoặc là liên hệ số điện thoại 0973 103 832 để nhận được những ưu đãi sốc nhất ngay hôm nay nhé. Chào tạm biệt các bạn.